Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngân hàng được xem là một ngành có tiếng hiện nay, thu hút rất nhiều người ứng tuyển, đặc biệt là các bạn trẻ. Thế nhưng có vẻ như dường như góc khuất trong nghề không phải là ai cũng biết đến. Đặc biệt mới đây, một cô gái trẻ xinh đẹp đã chia sẻ về góc khuất những lần đi giao lưu với khách hàng, khiến cho nhiều người không khỏi bàng hoàng. Chi tiết vụ việc ra sao? Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Mình vừa bỏ việc tại ngân hàng. Ngân hàng không phải là tốt như mọi người nghĩ. Mình là cựu sinh viên NEU K54, mới vào đây làm được có 4 tháng và mình quyết định từ bỏ vị trí của mình. Mình làm ở phòng khách hàng cá nhân, nhưng thi thoảng được gọi đi giao lưu gặp gỡ khách hàng doanh nghiệp. Điều đáng nói ở đây, có lẽ nếu chỉ là bữa ăn và uống cà phê nói chuyện bình thường. Nhưng không, sau 4 lần đi, mình nghĩ mình giống tay vịn hơn. Mình vẫn không hiểu sao mình chịu được 4 lần. Mình giới thiệu qua bản thân, bằng giỏi. Mọi người cũng khen mình xinh xắn cao ráo. Mình cao 1m64. Thú thật để mà nói, qua các phòng phỏng vấn và thi tuyển, mình mới trúng được vào vị trí hiện tại. Nhưng mình có lẽ không hợp với vị trí này và cách làm việc như này. Sau nhiều lần đắn đo vì tiếc quãng thời gian đi phỏng vấn, thì vượt qua các vòng qua nhiều bạn khác rồi mới vào, nên mình mới đắn đo có nên nghỉ hay không. Nhưng rồi mình vẫn quyết định nghỉ. Cụ thể chuyện như này. Sau 1 tháng, mình ngồi học cách làm việc, giấy tờ, quy trình, đi theo một chị khác để tiếp khách hàng cá nhân. Học tập kinh nghiệm sơ bộ thì mình thấy cũng ok, không có vấn đề gì. Mình tiếp công việc ấy được. Nhưng đến khi mình được gọi đi tiếp khách hàng doanh nghiệp, sếp bảo là làm sớm thì sẽ được chuyển sang bên đó làm. Sang bên đó làm một thời gian nhanh ổn thôi, thì cái giá phải trả mình thấy cũng khá đắt. Mà có mấy bạn nữ bên phòng đó cùng với phòng khác đi cùng, không phải lo. Lần thứ nhất, mình không thể hiểu nổi. Như một cảnh thác loạn, ăn uống tiếp rượu. Xong mấy ông khách hàng doanh nghiệp đó bá vai bá cổ mấy chị, vậy mà mấy chị vẫn cho. Ăn xong thì đi kara. Mình từ chối thì các chị bảo nếu vậy mất vui, làm ảnh hưởng đến ngân hàng. Nên mình đi và nhất quyết không cho các ông ấy động vào. Vào đến nơi, ôi thề, mình không hiểu được. Có ông còn sờ đùi, rồi mon men sờ ngực của các chị ấy, mà các chị ấy vẫn để. Tất nhiên nếu đi sâu quá thì các chị ấy cũng gạt tay ra. Lần đầu cũng là lần mình thấy không thể tưởng tượng nổi. Lần thứ hai cũng vẫn vậy. Lần này còn kinh hơn. Ở phòng karaoke có mình với 2 chị nữa. Một ông cứ có ý định sờ đùi mình gạt tay ra. Còn 2 chị kia, mấy ông cứ hôn, ôm ấp, đòi thơm má. Mãi các chị mới gạt ra được. Sau lần ấy mình hỏi các chị thấy thế nào, vì các chị là người có chồng, người thì có người yêu. Rồi thì các chị bảo là thế là bình thường em à, công việc chấp nhận thôi, hạn chế cho người yêu biết là được. Lần thứ 3 mình có từ chối, nhưng sếp nói thẳng luôn. Em không làm thì nghỉ thôi, hợp đồng em cũng chưa được ký duyệt, mới thử việc. Em thấy ai cũng làm, sao em không làm được? Nên nhớ xã hội là vậy. Còn nếu em có ý định kiện thì anh nói cho mà nghe. Em không có bằng chứng, không có tiền, cũng chả có quyền. Em kiện củ khoai à? Nên mình cố. Lần thứ 4 mình bị gạ tình. Nghĩa là kiểu đi nhà nghỉ không, anh sẽ cho em cái này cái kia. Kinh tởm. Mình không thể chấp nhận được. Rồi mình phát hiện ra có những người trong ngân hàng mình cũng vậy, chấp nhận đi luôn vì được cho nhiều thứ, vân vân. Nói đến đây cũng dài, chắc mọi người hiểu lý do mình quyết định xin nghỉ. Vì mình không đồng ý. Mình cảm thấy mình giống một con hàng, một tay vịn hơn là một nhân viên ngân hàng mới vào nghề. Và mình không chấp nhận. Người khác chấp nhận chứ mình thì không. Vậy đấy, một mặt trái của công việc. Mình cũng hỏi bạn bè mình làm ngân hàng khác, thì con trai chúng nó bảo là nhiều chị em phải như vậy. Mình mới hỏi sao không thuê PG hoặc là ở ngoài, thì nó bảo như vậy tốn tiền và các ông không thích. Giống kiểu chúng nó thích chăn rau. Đã là rau thì phải là sinh viên mới thích, chứ rau kiểu không phải sinh viên là đứa ất ơ, dù có sinh thế nào cũng không phải là đẳng cấp ấy. Thực sự sợ. Trong một câu chuyện khác, Trung Minh là một nhân viên quan hệ khách hàng, thường phải trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, nên những khó khăn mà Trung Minh phải trải qua không giống như những nhân viên làm mảng khác. Suốt cả năm, Minh phải tất tả ngược xuôi tìm kiếm khách để huy động vốn. Tìm được rồi thì phải chăm sóc họ như là thượng đế rồi lôi kéo và giữ chân. Bằng đấy việc thôi, cũng áp lực và cay đắng, thì không bút nào tả nổi. Trung Minh nói. Trung Minh kể, mình phấn đấu mấy năm trời, cuối cùng cũng lên hàng VIP. Tức là được giao chăm sóc các khách hàng VIP. Mấy tháng trước nhờ quan hệ của sếp, mình được tiếp xúc với một khách hàng. Bà này đang có khoản vốn lên tới mấy chục tỷ và muốn gửi huy động. Mình cố gắng gặp gỡ để thuyết phục. Đến khi thuyết phục xong, ký được hợp đồng, tiền cũng đã gửi vào ngân hàng rồi, thì bà ta lại khiến mình khốn khổ. Cứ 3 hôm, bà ta lại điện thoại ỉ ôi. Hôm thì nhờ tư vấn phương án mua nhà, hôm thì mua xe. Nhưng đến gặp thì hóa ra chỉ là cái cớ. Cứ gặp là bà ta rủ đi cà phê, shopping rồi khoác tay, khoác chân, sờ eo, sờ bụng. Mình báo cáo sếp, nhưng sếp bảo cố đi, cố đến hết năm. Thế là lại cố. Nhưng càng ngày bà ta càng quá đáng. Gần 50 tuổi mà mỗi lần gọi điện bà ta nhõng nhẽo đến lạnh người. Hôm trước bà ta đòi mình đưa đi mua đồ. Nghĩ sắp hết năm nên cố chiểu. Vì bỏ giờ bây giờ thì coi như công cấp cả năm. Nhưng đưa bà ta đi mua sắm xong, về đến nhà thì bà ta dở cho bậy bạ, ngồi cả lên đùi mình. Mình điên tiết, đẩy bà ấy ra, quát lên mấy câu rồi đi thẳng. Vừa về đến cơ quan thì sếp gọi, mắng dối xả vì bà ta phản ánh thái độ nhân viên và đòi rút vốn chuyển ngân hàng khác. Đang sẵn cơn bực, mình nói thẳng với sếp rằng mình là nhân viên, đâu phải là trai bao mà không được quyền từ chối khi người ta muốn sàm sỡ. Trung Minh nói. Tường Vi, một chuyên viên khách hàng cá nhân của một ngân hàng bậc trung có chi nhánh tại Thanh Xuân, Hà Nội, cũng kể khổ. Làm mảng tín dụng, tủi lắm bạn ơi. Cơ quan áp chỉ tiêu nên phải chạy vậy, kêu gọi khắp nơi để huy động vốn. Bằng không thì bị trừ lương hoặc bị đuổi việc như chơi. Vi cho hay, hồi đầu mới đi làm còn ngố, gọi điện thoại tới, cứ khai tuốt tuột. Em ở ngân hàng, người ta toàn bảo là anh chị bận, có khi còn cúp máy thẳng luôn. Người độc mồm khác thì chửi là con khỉ, đang giờ trưa, có để cho tao ngủ không? Dù lúc ấy đã 4 giờ chiều rồi, có người lại bỡn cợt, gặp mặt cà phê thì mới chịu nói chuyện. Chính vì vậy chuyện gặp khách hàng dê sồm có hành vi ôm vai bá cổ, cầm tay vuốt má với Vi đã là chuyện thường tình. Ngày đầu mới đi làm Vi hay giật mình, sãy nảy. Bây giờ Vi đã biết à ơi để kiếm được mối. Vi cho biết nhiều người ở quê không biết, cứ nghĩ mình làm nghề ngân hàng là sang lắm, giàu lắm. Thực ra cũng như bao nghề khác, thậm chí còn áp lực vào nhiều góc khuất. Nghề mình là nghề tín dụng, là nghề phải quan hệ với khách hàng, quan hệ linh tinh, quan hệ càng nhiều càng tốt. Vi cũng chia sẻ rất nhiều nữ đồng nghiệp của mình có gia đình không hạnh phúc, chính bởi môi trường làm việc phức tạp. Chả nói gì điêu ngoa, sếp của mình đi lên từ 2 bàn tay trắng, cũng ly dị chồng, một thân một mình nuôi con, và sau này thì cặp với hết ông này đến ông khác để có mối khách hàng dắt về cho nhân viên. Vi kể, Vi còn cho biết, có lần mình chứng kiến màn đánh ghen kinh hồn bạt vía, khi vợ của bồ sếp tới giằn mặt. Bà ấy túm tóc bạt tai rồi chửi bới, nói rằng con gái ngân hàng toàn một lũ lươn lẹo, vì tiền mà bán nhân phẩm. Đợt đó bọn mình im tin thít, sếp thì sửa sang lại đầu tóc rồi cư xử như thường, vẫn ngẩng cao đầu sai nhân viên làm việc. Gõ từ khóa massage trên mạng xã hội hay web tìm kiếm, không khó nhận ra tại Hà Nội thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều quán massage VIP, massage theo phong cách gợi cảm của Nhật hay massage nuru. Rất đầu tư cho việc quảng cáo, một cơ sở massage tự giới thiệu là cao cấp, có đến tận 2 chi nhánh giữa trung tâm thủ đô. Không tiếc tiền đổ vào quay clip để quảng bá dịch vụ của mình trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đọc những dòng chữ chạy quảng cáo, tận mắt xem những clip mà cơ sở này đã đăng tải, thì không ít người phải đỏ mặt bởi hình ảnh nhạy cảm cũng như những góc quay vô cùng tế nhị. Không chỉ là dàn tiếp viên ăn mặc thiếu vải, liên tục uốn éo, phô diễn, đường cong cơ thể như để mời gọi khách, mà cả những dịch vụ tắm bồn có nhân viên nữ phục vụ cũng trong những căn phòng bài trí như một thế giới hưởng lạc. Chốn bồng lai tiên cảnh thu nhỏ cũng được đặc tả cận cảnh. Rất nhiều clip nhạy cảm, những hình ảnh khoe thân được cơ sở massage này chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Đằng sau đó là những câu chuyện nhạy cảm bên trong các cơ sở massage được quảng cáo là thư giãn, đích thực, trong không gian chuẩn mực. Và chỉ cần vài phút trên Internet có thể tìm thấy cả chục cơ sở có cách quảng cáo như vậy tại Hà Nội. Chúng xuất hiện đủ trên các nền tảng online như diễn đàn, website, mạng xã hội và cả web đen. Nếu trên mạng xã hội là những quảng cáo về các dịch vụ ăn chơi từ tiệc tùng tới kích dục tập thể, được giới thiệu trong các gói được đặt tên đầy ẩn ý. Còn tại các web đen, các dịch vụ kích dục tại đây chi tiết và trần trụi hơn với cam kết nhân viên khỏa thân 100%. Hình ảnh phản cảm, quảng cáo trần trụi tại các diễn đàn web đen. Kỹ thuật tình dục cam kết khi sử dụng dịch vụ miêu tả thân thể kỹ thuật viên massage là những chiêu mà các cơ sở này áp dụng tối đa. Ở các cơ sở quy mô lớn, số lượng kỹ thuật viên massage được quảng cáo lên tới cả 100 người. Họ được đánh số thứ tự trên ảnh để khách có thể lựa chọn và đặt lịch trước. Tại các diễn đàn, hình ảnh dàn tiếp viên được đánh số, được mô tả chi tiết. Không những thế, bên dưới những bài quảng cáo là hàng chục, hàng trăm bình luận review sau khi sử dụng dịch vụ của những khách hàng thường xuyên hoặc chim mồi của quán. Những máy gọi điện, hầu hết các cơ sở này đều đang hoạt động và không khó để nhận được những lời cam kết dịch vụ sẽ đúng như quảng cáo của nhân viên tại đây. Có thể thấy dịch vụ massage kích dục này đã có mặt từ một vài năm nay và đang ngang nhiên công khai đến mức chạy quảng cáo, thách thức chính quyền và coi thường pháp luật. Để tìm hiểu rõ hơn về các loại hình dịch vụ này cũng như thú vui giải trí của các khách làng chơi ở Hà Nội, chúng tôi trong vai khách hàng cần được thư giãn đích thực, đã thâm nhập vào một trong những cơ sở massage nổi tiếng của chuỗi massage lớn trên đường Đê La Thành, Hà Nội và tận mắt thấy những chiêu trò phục vụ của các nhân viên nóng bỏng tại đây. Đây là một cơ sở massage được đầu tư quy mô lớn, có thang máy, nhiều tầng và phòng kín để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách. Ngay khi bước vào, chúng tôi đã nhận được muôn kiểu chào mời về các dịch vụ ăn chơi trái pháp luật. Nhiệt tình giới thiệu với chúng tôi về các gói phục vụ tại cơ sở massage, nam nhân viên cho biết vé 800.000 đồng, tiền tip 800.000 đồng. Nếu anh muốn tắm chung với nhân viên thì chỉ cần thêm 150.000 đồng, tip là 950.000 đồng, tổng cộng là 1.750.000 đồng. Làm tình bằng tay, bằng miệng, thích quá thì anh làm thêm shot 2, shot 3, chỉ thêm 400.000 đồng thôi. Bên em còn có thêm gói king là 120 phút, mình có thể được thư giãn 2 lần. Dẫn vào phòng có nhiều bạn cho anh chọn, không ưng thì anh đổi thoải mái. Theo lời giới thiệu của nhân viên này, tất cả các tiếp viên tại đây sẽ khỏa thân để massage cho khách kèm theo các dịch vụ kích dục bằng tay, bằng miệng được gọi theo tiếng lóng là shot hoặc thư giãn. Tại đây, mức giá thấp nhất cho tiền dịch vụ và tiền tip là 1.200.000 đồng, cao nhất lên tới 10 triệu đồng. Không những vậy, có nhiều loại phòng đơn hoặc tập thể cho khách hàng lựa chọn tùy theo nhu cầu cũng như nam nhân viên giới thiệu. Có phòng chơi chung luôn là loại phòng Super King là 4 đến 5 anh có thể chơi chung một phòng. Giá sẽ là 3.500.000 đồng, tip nhân viên là 950.000 đồng một bạn. Theo lời mời chào của nhân viên này, tại đây tiếp viên sẽ tập thể khỏa thân bơi, nhảy, massage và các dịch vụ sung sướng tập thể trong bia rượu, nhạc và đèn chớp theo yêu cầu. Cùng với khỏa thân hoàn toàn dưới tên gọi Nuru, massage party là một trong những dịch vụ ăn chơi đặc biệt được quán đầu tư quảng cáo bằng những hình ảnh như thế này để thu hút khách. Ngay sau đó, sẽ có hàng loạt các cô gái ăn mặc mát mẻ, hở hang, khiêu gợi được đưa vào phòng để cho khách hàng lựa chọn. Sau đó một nữ nhân viên đã được giữ lại để phục vụ khách làng chơi. Theo tìm hiểu được biết, cô gái này đã làm việc tại đây được 2 năm. Qua lời kể của cô, tại đây có khá đông nhân viên và đều được đánh số thứ tự. Khách quen có thể theo số để đặt trước. Tính tổng cả hai cơ sở của chuỗi này, số nhân viên có thể lên tới cả 100 người. Tất cả đều phải phục vụ đủ các dịch vụ kích dục trong menu của quán, từ một người đến tập thể. Trò chuyện về các trang phục của nữ nhân viên, cô gái này cho biết: mặc như thế này ra quầy đưa khách thôi, vào đây nút hết à? Khi được hỏi về thu nhập khi làm việc tại đây, cô gái cũng thật thà cho biết: mấy người giỏi thì người ta mới làm được thế thôi. Cái kiểu là khách yêu cầu nhiều thì một tháng được 50 triệu thì có. Em thì em ít khách yêu cầu, Chỉ được 20-30 chục à? Hoặc là mấy đứa nó đi khách ý. Em thì em không đi. Trả lời câu hỏi về việc các cơ sở massage này cấm đi khách thì nữ nhân viên cho biết, mình đi là đi riêng chứ, hết giờ mình đi ai cấm mình. Đâu phải trong giờ làm mình đi khách rồi lại về làm lại đâu. Suốt quá trình trò chuyện, nhân viên này cũng tranh thủ bật mí. Bên cơ sở 1 là một mình anh có 4 đứa nhân viên phục vụ luôn. Có gói 10 triệu với 8 triệu. 8 triệu là 3 nhân viên, 10 triệu là 4 nhân viên. Phòng party ý, tắm với anh là mặc cosplay một tí thôi. 3-4 người làm cùng nhau, tắm cùng nhau. Làm xong cũng mệt lắm. Ví dụ như em làm cho anh xong rồi mà khách của bạn em chưa xong thì em phải qua phụ người ta chứ. Theo quy định, các quán massage sử dụng các nữ tiếp viên thực hiện các hành vi kích dục cho khách. Thuốc kích dục, lột đồ tắm tiên bị coi là sử dụng các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh và cũng phải chịu hình thức xử lý như hành vi mua dâm, bán dâm là bị phạt tiền từ 15 triệu đến 20 triệu đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, các quán massage trên còn bị tước quyền sử dụng giấy phép. Nếu các quán massage được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể hoặc doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các chủ quán massage này còn có thể đối mặt với hình phạt tù từ 5 đến 10 năm với tội chứa chấp mại dâm được quy định tại điểm A, điểm B, điểm D khoản 2, điều 327 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 về tội chứa mại dâm. Những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.